Theo hồ sơ điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Thành Đạt cùng nhóm gồm 5 người khác phạm tội bắt giữ người trái pháp luật. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định ngày 19 tháng 8, đối tượng Đạt sẽ nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nên đã tiến hành phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện đối tượng đang được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Hóa để phục vụ công tác điều tra.